mỗi năm vào ngày 19 tháng Giêng thì câu nói anh hùng tử, khí hùng bất tử lại được nhắc đến rất nhiều để tưởng nhớ những người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ biển đảo. Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2016, tại Sài Gòn và Hà Nội đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm 75 tử sĩ Hoàng Sa trong trận chiến năm 1974. Ở Hà Nội, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàng Kiếm, tiếng ca ai oán của bài Chiêu Hồn Tử Sĩ vang lên. Buổi tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm với gần 200 người, đặc biệt không có sự quấy rối và ngăn cản của chính quyền địa phương như đã xảy ra ở Sài Gòn. Cũng vào thời điểm đó, ở Sài Gòn thì từ rất sớm, ở con đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng đã có rất nhiều lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông canh giữ. Rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ bị ngăn chặn và không được đến buổi lễ tại tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Theo nhiều người tham dự kể lại, dù bị một lực lượng gần 300 người quấy rối, nhưng buổi lễ đã thành công về mặt ý nghĩa. Một hoạt động khác do các cha thuộc dòng Chúa Cứu Thế tổ chức nhằm tưởng niệm các tử sĩ cũng được tiến hành cùng ngày. Và tại đây chúng tôi có dịp phỏng vấn ông Đào Văn Thọ, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, giám lộ của tuần dương hạm HQ-5, soái hạm Trần Bình Trọng. Trong trận chiến Hoàng Sa, ông Đào Văn Thọ làm nhiệm vụ ngay cạnh Đại tá Hà Văn Ngạc, Hải đội trưởng Hải đội 3 Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là người chỉ huy hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ông cho chúng tôi biết về cuộc hải chiến 42 năm trước. Vì tôi là một nhân viên ở trên HQ-5 á, mà nhiệm sở, các cái nhiệm sở thì tôi ở trên đài TV. Cho nên tất cả, mà chiếc 5 lại là cái chiếc sói hạm nữa. Chiếc sói hạm tức là chỉ huy 3 chiếc kia. Trong 4 chiếc đó là chiếc 5 là tuần dương hạm, trầm trọng HQ-5 là sói hạm, vì có vị tư lệnh của hải đội 3 trên đó là ông Hà Văn Ngạc, đại tá Hà Văn Ngạc ở trên chiếc hạm của tôi. Do đó, cái sự việc xảy ra thì đều phát xuất từ cái lệnh của ông Ngạc. Mà ông Ngạc thì ông nhận cái lệnh từ Sài Gòn ra, hoặc là ở Bộ Tư lệnh Vùng 1. Cho nên rất là chính xác, mà tôi là người ở trên đó và trực tiếp ghi cái sổ nhật ký hay hành nữa. Cho nên những cái mệnh lệnh, những cái diễn biến, những cái việc xảy ra mà từng cái thời gian thì chúng tôi có ghi chép và tôi nhớ rất là chính xác. Diễn biến cái trận đánh đó thì tới hai bên thì tìm mọi cái biện pháp để mà thương thuyết thì cũng không được, mà nói chuyện với nhau về hai cái ngôn ngữ với mình không có những cái tần số để liên lạc mà nói chuyện. Do đó cho nên là buộc lòng phải để người nhái thả bộ, đổ bộ người nhái và hải kích lên ở trên cái đảo là Quan Hòa. Thì đương nhiên là mình đeo bộ vô mà họ ngộ nhận thì 5:30 sáng mờ tối thì chúng tôi đổ bộ hai xuồng vô đó, để trong kia họ mới bắn ra. Do đó cho nên có cái sự thương xác ở trên đó. Về phía mình có hai người bị chết, thì báo về Sài Gòn thì Sài Gòn kêu thôi bây giờ trở về, rút hết về lên chiến hạm và tất cả chuẩn bị 100% đấy, khi nào mà có nhiệm sở tác chiến thì các quý vị đó phân công cho chính xác, cho rõ ràng và tiêu diệt nhanh gọn để rồi chúng ta tìm cách đối phó là chạy thoát hay là rút đó. Thì hai bên giữa cái khi mà chào đi qua đi lại vờn qua vờn lại và cho tới lúc đó khoảng hơn 10 giờ thì bắt đầu là cái tiếng của vị nào ở Sài Gòn ban ra là bắn, thì ông Ngạc ra là bắn, thì tất cả các cái súng đã được phân công và các chiến hạm đã được phân công tiêu diệt đối thủ nào đó thì đã nói hết rồi, cho nên là chỉ có tiêu diệt thôi, bắn thôi. Mà mình bắn ra thì trong vòng 2 giây sau 1 giây sau nó đã bắn lại, và chúng ta thì lúc đó thì kinh nghiệm về hải chiến cũng không có, và súng ống thì mình yếu hơn, tàu bè thì mình yếu hơn, cái đường đi tiếp tế thì của mình nó xa hơn, cho nên là chúng ta khó hơn là phía Trung Quốc. Đó là một cái trận chiến đầu tiên mà cái vùng Đông Nam Á này trong lịch sử, chúng tôi sau này suy nghĩ lại, đây là lịch sử ghi nhận trong cái vùng châu Á mình, nó mới có trận hải chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam và với Trung Quốc, chưa có hải chiến đâu, ngoài trừ ra cái đệ nhị, đệ nhất thế chiến thì có, mà mấy cái cường quốc phương Tây, chứ ở Đông Nam Á này thì lần đầu tiên hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc thì có cái sự hải chiến này đó. Đó là một
ghi dấu mốc rất là lớn đối với lịch sử của Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc. 2 tháng sau gì đó, Việt Nam Cộng hòa mình có gửi một cái thông cáo, tuyên bố, một cái tuyên bố họ xâm chiếm như vậy là sai. Và hồ sơ thì mình cũng đã củng cố, tôi có coi trong mấy tài liệu là đưa ra tòa án là đây, nhưng mà trên đó thì chưa kịp mà hồ sơ chưa bổ túc đầy đủ thì đã giải phóng, cho nên cái vấn đề mà thưa kiện đó nó bị gián đoạn, nó không thực hiện được. Cũng nhân dịp này, chúng tôi có đặt câu hỏi với ông Đào Văn Thọ về việc có nhiều thắc mắc về con số 74 hay 75 tử sĩ Hoàng Sa. Ông đã cho chúng tôi biết. Dạ, cái đó tôi không có nắm hết, tôi không biết được. Vì các chiến hạm bạn á, thì chỉ biết được tên của các vị hạm trưởng thôi, hoặc là cũng có thể biết mặt một vài vị. À, rồi anh em nào mà có thân quen á, thì mới biết nhau, chứ còn trong cái đơn vị của tôi thì tôi biết hết, chứ đơn vị khác thì mới biết. Thưa quý vị, cho đến bây giờ thì con số chính thức theo truyền thông ghi chép từ trước đến nay vẫn là 74 người. Tuy nhiên, theo nguồn tin phổ biến từ báo Thanh niên trong nước thì ngày 14 tháng 1 năm 2014, báo Thanh niên Online đã nhận được thông tin từ gia đình một quân nhân tử nạn trong hải chiến Hoàng Sa, nhưng đã không có tên trong danh sách. Gia đình đã cung cấp bản sao chụp giấy báo tử, giấy trợ cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, các giấy tờ hình ảnh liên quan. Người tử sĩ thứ 75 có tên là Phạm Ngọc Đa, số quân là 71703011, phục vụ trên tàu HQ-10 Nhật Tảo với cấp bậc là trung sĩ. Trung sĩ Phạm Ngọc Đa không trực tiếp thiệt mạng trong trận chiến, mà chết trong quá trình trôi dạt trên biển 3 ngày sau khi tàu HQ-10 bị chìm. Cho đến giờ phút này, 74 tử sĩ hay 75 hay là sẽ còn nữa, những người lính đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa 42 năm trước mà chưa được biết đến. Dù là con số nào thì theo lời tâm tình của một vị độc giả mà chúng tôi xin mượn sau đây để kết thúc bài phóng sự. Mỗi một người con của đất mẹ Việt Nam nằm xuống trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi họ giơ cao ngọn cờ chống ngoại xâm, đều đáng được vinh danh, vì đó là cái tinh thần vĩnh cửu của dân tộc Việt. Câu chuyện cuối tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.